Hello cả nhà. Hôm nay thì Khoa xin được phép chia sẻ cho cả nhà mình một cái chân. Hiện tại bây giờ ở cái nơi mà Khoa đang làm việc á, nó thuộc về trung tâm của Hollywood. Thì cái chân này nó được giá là 70 đô cộng thêm tiền mà bo đó quý vị. Họ sẽ cho quý vị từ 20 đến 30%. Thì một cái chân như vậy họ có thể cho các bạn 20 đô, thì tổng cộng là họ phải trả từ 90 đô trở lên. Thì đây là một trong những cái công thức mà Khoa sẽ chia sẻ cho các bạn. Thì các bạn ở Việt Nam, những bạn nào đang đi theo cái nghề này, thì các bạn đây là một trong những cái video Khoa muốn chia sẻ. Khoa có ích kỷ, Khoa muốn các bạn hãy học nó và phải làm ra cho thật nhiều tiền nha. Nên tất cả mọi chuyện đều có thể làm được hết á. Nên cả nhà mình hãy cố gắng mà Khoa chia sẻ. Khoa không có giấu, Khoa không giấu bất kỳ một cái gì hết. Bởi vì cái điều quan trọng nhất đó là cái năng lượng tích cực mà quý vị gửi đến cho khách, cái đó mới là cái quan trọng nhất. Nên thành ra cái chuyện mà các bạn làm được nhiều tiền hay ít tiền, đó là quan trọng do cái năng lượng tích cực của các bạn. Nên Khoa sẽ chia sẻ cho các bạn ngày hôm nay, ok? Cả nhà mình hãy đón xem cái video này, coi Khoa làm gì với cái chân này, ok?